Đây là con đường từ chợ Tri Tôn chạy thẳng vô trong chùa Tà Bạ. Đường này không biết tên gì không? Đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi chạy thẳng vô chùa Tà Bạ. Ngày 30 tháng 4 tới là ở chùa Tà Bạ có cái lễ lớn, lễ khánh thành đền thờ mới. Tiếng Khmer người ta kêu bằng Bon Chok Sai Ma, nói cho đúng chữ là Khanh Sai Ma. Đang chuẩn bị trang trí đẹp đẽ. Cái này là cái cổng chùa Tà Bạ. Ta làm trại làm gì để nó mua bán nè. Chờ mua bán nhằm cái dịp lễ. Lên tới trên này á, nếu rẻ dạ chị, rẻ phải thì đi cũng lên chùa được, mà đi qua hồ Tà Bạ luôn, còn đi thẳng á là đi lên chùa luôn. Đã chuẩn bị mấy cái rạp để làm lễ. Thấy cái bộ cũng linh đình lắm mà nha. Này chắc chỗ tiếp mới quan khách. Cũng làm rạp cũng nhiều cũng lớn. Ở chỗ này chỗ các sư cái này là mới chuẩn bị à. Tới bữa nay là 25 tới
Tới 30 tháng 4 mới là vô ngày lễ chánh. Bây giờ người ta đang chuẩn bị, người ta trang trí. Này trên chùa Tà Bà nha bà con. Của mẹ nào khóa của hình này, mấy cái hình người mà màu xanh xanh vậy là họ tượng trưng cho trăng. Rồi này chắc tới ngày lễ không còn. Đi không?
Bữa nay trên này là trên chùa này là người ta chuẩn bị, người ta làm lại đẹp đẽ, trang trí cờ hoa gì đủ thứ hết, là chuẩn bị cho lễ khánh thành ngày 30 tháng 4 tới này nha bà con. Bà con nào có coi cái này rồi tranh thủ vô chơi nha. Cái lễ này cũng là ở chùa này người ta cũng tổ chức lớn lắm. Thấy cái bộ cũng linh đình lắm á. Cái này nhìn xuống dưới đồng bằng này. Ở trên chùa nhìn xuống. À, trên chùa cách cũng chắc cũng 20 mét. Các bạn thấy hình thù mấy cái ruộng không? Nó đủ thứ kiểu hết á. Nó không có, nó không có đồng điệu nhau. Có cái lớn cái nhỏ. Đó, nó là ruộng bậc thang đó các bạn. Tại vì đất nó có mặt phẳng bằng đất nó không có, nó không có bằng nhau nên thấy ra người ta làm cái lớn cái nhỏ để vượt cấp á. Nó cao nó thấp. Ở trên này cao rồi đi dài dài xuống kia là xuống dưới đồng bằng đó thì nó mới thấp. Mà ở dưới đồng bằng thì là tại vì cái diện tích nó bằng nhau nó lớn. Còn ở trên này người ta phải cái mực ruộng nó có cái cao có cái nó thấp, thành thử là người ta làm tùy theo cái địa hình.